mà nước mắt của mình rơi chứ không ai có một vui vẻ hạnh phúc thì một. Hello mọi người đã đến với video của mình. Thường thì 9-6 bọn mình sẽ không có đi học, nhưng mà riêng tuần này thì bọn mình lại có tiết giáo dục địa phương, nên là bọn mình đang ở nhà đa năng. Lúc này là bọn mình đang làm việc nhóm về các hiện tượng trong tự nhiên, và nhóm mình đang làm về sóng thần. Chị cho em ăn miếng chị. Vì khá là đó nên mình cũng đã pha mì để ăn nè. Cày quá. Do là ngày mai bọn mình đi trải nghiệm nên là chiều nay bọn mình phải duyệt lại cách work. Các cặp khác thì đi rất là ổn, nhưng mà riêng cặp này thì cứ cực cười miết à. Lên đường thôi. Lấp lánh bling bling. Thì đến chỗ này thì mình cũng khá là bất ngờ, vì mình cũng không có tưởng tượng ra là cái khung cảnh nó đẹp như vậy. Mình đã chụp được một vài tấm ảnh từ cái đám hoa này nè. Không có ai gì đâu, nhưng mà nhìn tôi với nhà bạn tôi giống mẹ con quá. Ủa bắt là bắt sao má? Sau đó thì bọn mình được tô màu lên những viên đá ở đây nè. Còn đây là những viên đá của các bạn khác. Đúng rồi á. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ngủ. Lúc đó là đã 1 giờ hơn rồi nhưng mà mình với bạn mình vẫn phơi nắng ở ngoài. Không biết là lúc đó đầu óc có ổn không nữa. Toàn thứ về bạn không à. Ok mọi người, thì bây giờ bọn mình sẽ di chuyển sang rừng thực dụng. Bọn mình lên tới nơi và chụp ảnh xong thì bọn mình sẽ quay trở về lại chỗ cũ khi mà có tiếng còi. Sau đó thì bọn mình sẽ tiếp tục di chuyển qua vườn rau. Ok mọi người, thì bọn mình đã tới nơi rồi nè. Khúc này là bọn mình vào vườn rau rồi, và sau đó mình vừa tắt máy quay và nó đang quay khoảng chừng 3 phút. Ok mọi người, thì mọi người sẽ thấy từ đoạn một mình vào rừng và vào vườn rau thì sẽ có hơi ít video, và vì lý do là thầy đang dặn dò thì bọn mình không được phép lấy điện thoại ra, và với cả mình quên quay mọi người. Ok mọi người, thì sau khi mà tham quan vườn rau xong thì mọi người sẽ có 2 ký cây rau này và trồng. Thì sau chuyến đi này mình cảm thấy rất là vui và được gần gũi hơn với các bạn trong lớp. Mình sẽ không nói với các bạn là tổng thiệt hại cho ngày hôm đó là 123 một ảnh và video. Quá là hết dung lượng luôn. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Và nếu mọi người chưa đăng ký thì mọi người nhớ đăng ký và like video này để đón xem video tiếp theo của tôi nha. Bye bye.